Đây là hình ảnh hiện tại của cửa hàng kinh doanh, cũng là nơi ở của gia đình anh Nguyễn Đức Thạnh, tại địa chỉ Most Nhí 16 Opava, nơi trung tâm của trận mưa lũ vừa qua, và cũng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ tại Cộng hòa Séc suốt nhiều ngày qua. Chuyển đến sinh sống và kinh doanh tại Opava từ năm 2009, đây là nơi kinh doanh, cũng là nơi ở của cả gia đình anh Thạnh nhiều năm qua. Hàng hóa đủ loại, bánh kẹo, thực phẩm khô, thậm chí các đồ điện tử, các tủ chứa hàng mát cũng đã nổi lênh đênh trên mặt nước. Cửa hàng với diện tích 450m² của gia đình anh Thạnh đã bị nước lũ nhấn chìm từ ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Chia sẻ với Tam Đa Media, anh Thạnh cho biết hai vợ chồng anh đã nhanh chóng đưa hàng hóa lên cao nhưng vẫn không kịp với dòng nước lũ nhanh và mạnh không ngờ. Không biết kiểu gì đây. Mà theo dự báo là tối nay lại một cơn nữa. Tôi rất là nhiều nhỉ. Từ nhà cửa này bây giờ là không có chỗ ăn chỗ ở rồi, hàng hóa nó cũng ngày hôm nay cũng may là có cộng đồng người Việt Nam đến là chia sẻ thiệt hại thì nhiều lắm, không thể đếm được. Nếu mà tủ tàng không thì có em nó mất 5 cái tủ đá, 2 cái tủ kem, rồi là một cái tổ yogurt to dài 7 mét, không nguyên cái tiền đấy không thì nó cũng phải rơi vào vài trăm rồi. Còn hàng hóa nữa thì nó phải lên hơn triệu. Thì cửa hàng của em nó to mà vợ chồng em làm bao nhiêu năm làm đến nay rồi, coi như là cũng còn như là họ nào trở về con số không ấy. Cũng may là mọi người đến đây kiểu như là giúp đỡ rồi lau chùi, chứ không thì có mỗi vợ hai vợ chồng em thì chắc chỉ cũng ngồi khóc. Cũng may là người còn nhưng hôm trước hai vợ chồng nghe cái hôm mà lũ ấy, hai vợ chồng còn tiếc hàng còn đưa lên cao ấy, cuối cùng là nước nó vào ập vào nhà mà tính nữa thì không chạy được ra ngoài. Tổng diện tích khoảng được 450m, cả kho tàng nữa. Bảo hiểm thì chỉ có bảo hiểm nhà thôi, còn bảo hiểm hàng thì là căn bản mình cũng kiểu như là cũng chủ quan, cũng chắc là không đóng. Hiện cửa hàng của anh Thạnh nước đã rút một phần, nhưng bùn lầy lại ngập ngụa trong sàn nhà, hàng hóa nằm la liệt dưới bùn. Ước tính thiệt hại ban đầu cũng phải đến hơn 1 triệu koron, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Đứng trước cảnh tan hoang của cửa hàng, anh Thạnh cảm thấy bất lực trước dòng nước lũ kinh hoàng chưa từng xảy ra tại Opava. Ở đây thì không thể phòng tránh được, có nghĩa là mình chỉ đưa hàng lên cao thôi. Nhưng mà không ngờ nước lại cao thế. Đã chạy lên rồi tầm 5-7 phân rồi, nhưng mà không ngờ nó lại rơi lên khoảng tầm gần 1,5 mét nhỉ, 1,2 mét. Có nên mình chỉ có phòng cách là lên cao vì nhà mình là không có tầng nào để chạy nhỉ. Đưa hàng lên cao ngoài, còn trong kho nữa mình không thể tính được. Mới về đây từ năm 2009 thì cái bão ở đây là mọi người bảo năm 97 có một lần rồi. Nhưng mà mình không chứng kiến được là nó lại lên nhanh như thế. Bọn em ở luôn ngại cửa hàng nên mà thiệt hại thế mới khổ. Bây giờ không có chỗ ăn chỗ ở. Mình là không có điện nước đâu. Vừa không điện nước cũng không có chỗ ăn ở. Phải đi ở nhờ nhà mấy anh. Với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của người thân, bè bạn cùng cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, anh Thạnh và gia đình đã có thêm động lực để sớm ổn định tinh thần, sửa sang lại cửa hàng và nơi ở để sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục kinh doanh trên quê hương thứ hai.